áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các con đến với giờ học tiếng Việt. Chúng mình hãy cùng khởi động nhé. Các con cùng đọc nào. Kỷ niệm. Dũng cảm. Chim yến. Hiếu thảo. Hiệp sĩ. Diệu kỳ. Thầy cô dạy em nhiều điều hay. Các con hãy đọc lại từ ngữ và câu nhé. Kỷ niệm. Dũng cảm. Chim yến. Hiếu thảo. Hiệp sĩ. Diệu kỳ. Thầy cô dạy em nhiều điều hay. Chúng mình hãy đến với bài học hôm nay. Một, nhận biết. Con hãy quan sát tranh. Và con nhìn thấy gì trong tranh? Trong tranh, chúng mình thấy biển cả mênh mông, những cánh buồm, những đàn hải âu ở phía chân trời xa xa. Và các con thấy trên biển còn có những đảo nữa đấy. Chúng mình đến với câu: thuyền buồm xuôi theo chiều gió. Con hãy đọc lại câu nào. Thuyền buồm xuôi theo chiều gió. Và trong câu hôm nay, các con thấy có tiếng chứa vần được tô màu đỏ. Đây là nội dung của bài học. Bài 66. Uôi, uôm. Chúng mình đến với phần 2. Đọc. Trước hết, cô mời các con đọc vần. Uôi, uôm. Còn hãy đọc lại vần. Uôi, uôm. Còn hãy nêu cấu tạo vần uôi. Cấu tạo vần uôm. Vần uôi được tạo bởi hai âm, âm uo và âm i. Vần uôm cũng được tạo bởi hai âm, âm đôi uo và âm m. Vậy con hãy nói xem, vần uôi và vần uôm có gì giống nhau và có gì khác nhau? Chúng mình thấy cả hai vần đều giống nhau, có âm đôi uo đứng trước. Còn khác nhau, vần uôi có âm i đứng sau, vần uôm có âm m đứng sau. Con hãy ghép vần uôi, vần uôm trên bảng cài của mình nhé. Con hãy đánh vần, vần uôi, vần uôm nào. Chúng mình đánh vần u o i uôi. Còn đánh vần lại. U o i uôi. U o m uôm. U o m uôm. Còn hãy đạp chân. Uôi. Uôm. Chúng mình có mô hình tiếng. Các con hãy đọc tiếng. Xuôi. Xuôi. Còn hãy nêu cấu tạo tiếng xuôi. Tiếng xuôi có âm sờ đứng trước, vần uôi đứng sau. Chúng mình đánh vần như thế nào? Chúng mình đánh vần sờ uôi xuôi.
Còn hãy đọc lại nhé. Sờ uôi xuôi. Chúng mình đọc trơn. Xuôi. Vận dụng cách đánh vần, các con hãy đến với nhóm tiếng thứ nhất. Chúng mình cùng đọc. Muối. Muỗi. Nguội. Tuổi. Còn hãy nêu cấu tạo tiếng muối. Tiếng muối có âm m đứng trước, vần uôi đứng sau, thêm dấu sắc. Chúng mình đánh vần m uôi muôi sắc muối. Tương tự với các tiếng còn lại, còn hãy nêu cấu tạo và đánh vần lại tiếng nhé. Chúng mình hãy đọc lại tiếng nào. Muối. Muỗi. Nguội. Tuổi. Các con hãy nêu xem trong nhóm tiếng này có điểm nào giống nhau. Trong nhóm tiếng này, chúng mình thấy các tiếng đều có chứa vần uôi. Chúng mình đến với nhóm tiếng thứ hai. Các con hãy đọc cùng cô. Buồm. Muỗm. Nhuốm. Nhuộm. Còn hãy đọc lại nhé. Buồm. Muỗm. Nhuốm. Nhuộm. Còn hãy nêu cấu tạo tiếng nhuốm. Tiếng nhuốm có âm nhờ đứng trước, vần uôm đứng sau, thêm dấu sắc. Chúng mình đánh vần nhờ uôm nhuôm sắc nhuốm. Với tiếng buồm, tiếng muỗm, tiếng nhuộm, các con cũng tự nêu cấu tạo và đọc tiếng nhé. Trong nhóm tiếng thứ hai, có điểm nào giống nhau? Chúng mình thấy trong nhóm tiếng thứ hai, các tiếng đều có chứa vần uôm. Các con hãy đọc lại các tiếng nào. Muối. Muỗi. Nguội. Tuổi. Buồm. Muỗm. Nhuốm. Nhuộm. Cô mời các con quan sát tranh và nêu xem còn nhận thấy gì trong tranh này. Đây chính là con suối. Còn hãy đọc lại từ ngữ nào. Con suối. Vậy trong từ ngữ này, tiếng nào có chứa vần chúng mình đang học? Chúng ta thấy tiếng suối có chứa vần uôi. Con hãy đọc lại từ ngữ. Con suối. Tiếp theo, còn nhận thấy gì? Đây chính là buổi sáng. Còn hãy đọc lại từ ngữ buổi sáng. Và đây là quà gì nhỉ? Đây chính là quả muỗng. Còn hãy đọc lại từ nào? Quả muỗng. Chúng mình đọc lại từ ngữ một lần nữa. Con suối. Buổi sáng. Quả muỗng. Vừa rồi, các con đã đọc được phần tiếng và từ ngữ. Chúng mình đến với phần 3, viết bảng. Hôm nay các con hãy viết vần uôi, uôm, con suối, quả muỗng. Chúng mình hãy lần lượt viết vần, từ ngữ. Lưu ý, khi viết, các con hãy chú ý về độ cao của các con chữ, chiều rộng và khoảng cách giữa chữ với chữ nhé.
Chắc các con đã có bài viết rất đẹp rồi đi. Giờ chúng mình hãy đến với phút thư giãn nào. Chúng mình đã có phút thư giãn thật thoải mái rồi. Hãy đến với phần học tiếp theo của bài học. Chúng mình đến với phần viết vở. Các con hãy mở vở tập viết của mình ra, viết bài 66. Bài viết hôm nay, các con viết các từ ngữ: con suối, quả muỗng, buổi sáng, cánh buồm. Các con hãy viết mỗi từ ngữ một lần nhé. Hãy ngồi thật ngay ngắn và viết bài thật đẹp nào. Cô tin các con đã viết bài viết rất đẹp rồi. Chúng mình đến với phần 4. Đọc. Cô mời các con đọc đoạn văn sau. Buổi sớm mai, ông mặt trời nhô lên từ biển. Mặt biển sáng lấp lánh, đàn hải âu sải cánh bay liệng trên bầu trời. Xa xa là những cánh buồm căng gió. Phía bến cảng, những chiếc tàu cá nối đuôi nhau vào bờ. Các con hãy tìm xem trong đoạn văn có mấy câu. Chúng mình hãy cùng nhẩm tìm số câu trong đoạn văn nhé. Hết câu 1. Hết câu 2. Hết câu 3. Hết câu 4. Hết câu 5. Như vậy, đoạn văn có 5 câu. Cô mời các con hãy đọc từng câu nhé. Buổi sớm mai, ông mặt trời nhô lên từ biển. Mặt biển sáng lấp lánh, đàn hải âu sải cánh bay liệng trên bầu trời. Xa xa là những cánh buồm căng gió. Phía bến cảng, những chiếc tàu cá nối đuôi nhau vào bờ. Con hãy tìm xem trong đoạn văn có những tiếng nào chứa vần hôm nay chúng ta học. Các con hãy tìm nhé. Chúng mình thấy có tiếng buổi. Con hãy đọc lại tiếng nào. Buổi. Tiếng buồm. Chúng mình đọc buồm. Tiếng đuôi. Đuôi. Các con đọc lại tiếng nào. Buổi. Buồm. Đuôi. Chúng mình cùng đọc lại đoạn văn nhé. Buổi sớm mai, ông mặt trời nhô lên từ biển. Mặt biển sáng lấp lánh, đàn hải âu sải cánh bay liệng trên bầu trời. Xa xa là những cánh buồm căng gió. Phía bến cảng, những chiếc tàu cá nối đuôi nhau vào bờ. Các con hãy quan sát tranh và trả lời xem. Buổi sớm mai, mặt biển được miêu tả thế nào? Các con ạ, buổi sớm mai, ông mặt trời nhô lên từ biển. Biển được miêu tả là mặt biển sáng lấp lánh, đàn hải âu sải cánh bay liệng trên bầu trời. Có thể nhìn thấy những gì trên bầu trời và trên biển lúc đấy? Chúng mình có thể nhìn thấy những cánh buồm căng gió trên biển, trên bến cảng, những chiếc tàu cá nối đuôi nhau vào bờ. Và trên bầu trời, chúng mình thấy những đàn hải âu
sải cánh bay liệng. Ông mặt trời thì nhô lên làm cho mặt biển sáng lấp lánh. Các con hãy đọc lại đoạn văn nhé. Vừa rồi các con đã đọc đoạn rất tốt rồi đấy. Bây giờ cô mời các con đến với phần học tiếp theo. Phần 5 nói. Hôm nay chúng mình nói về đi lại trên biển. Còn hãy đọc lại nhé. Đi lại trên biển. Các con hãy quan sát tranh và nói xem con nhìn thấy gì trong tranh. Con thấy những phương tiện gì trong tranh? Con có biết tên những phương tiện đó không? Con có biết các phương tiện này di chuyển bằng cách nào không? Theo con, phương tiện nào di chuyển nhanh hơn? Nếu đi lại trên biển, con sẽ chọn phương tiện nào? Vì sao? Các con hãy chia sẻ những điều mình biết cùng với ông bà, bố mẹ của mình nhé. Giờ học đến đây đã kết thúc rồi. Cô cảm ơn các con đã chú ý học bài. Hẹn gặp lại các con trong giờ học sau. Khóa học viện sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện sách.